Hello, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay thì mình sẽ làm về khẩu De Dorado, một khẩu súng là hot trên PC. Và hiện tại thì nó đã về tới CS Mobile rồi. Nếu các bạn thích khẩu này thì có thể mua nó với giá gần 1,5 triệu. Khá là chua chát đối với một khẩu lục phải không nào? Nhưng đổi lại thì nó rất là mạnh nha. Đấy, một nốt nhạc. Nếu các bạn muốn chuyển sang bắn hai súng thì các bạn hãy ấn giữ nút bắn nha. Rất là bá đạo luôn, xả hết nguyên một băng. Nếu các bạn không thích xả hết một băng thì các bạn có thể dừng lại. Đấy, nó có thể dừng lại cho các bạn. Đấy. Ô, cái định mệnh nó luôn. Ô, nhấp nháy thế kia nó lao và nó liếm luôn ạ. Sợ thật. Và không sao, không sao. Đây này. Đây này. Đây này. Ơ kìa. Thôi của mày đấy. Của nhà mày đấy. Của dòng họ mày đấy. Ăn hết đi. Khốn nạn thế. Nó chạy rồi. Cho nó ăn hết. Còn của nó tất đấy anh em ạ. Nó chả đú được với nó đâu. Nó cầm cái khẩu TMP A-Red. Nó liếm sạch. Ủa, phải con y tá lúc nãy, phải không ta? Thôi chúng ta có duyên với nhau rồi. Chúng ta sẽ thuộc về nhau. Đứng lại bạn ơi. Úi dồi ôi, bình tĩnh. Rồi, không qua được rồi. Để mình cho nó nhảy xuống dưới. Thằng này yếu à. Đấy, nó không biết mình ở sau luôn. Chất thế. Thôi xong rồi. Không thể thoát được. Mình đã me me bạn lúc đầu rồi. Cái kết là vẫn phải nằm xuống thôi. Ui rồi thôi bạn cứ lên trên đấy đi, đừng đuổi theo mình. Làm gì mà căng vậy? Tao sợ mày quá, bơi vào đây. Ui dồi ôi. Ơ, quay đầu kìa. Vãi xoài. Tưởng gì có một con thôi thì sẵn sàng cân ha. Lục không ăn được thì rút cận chiến là băm luôn. Ok, chạy. Nhấp nháy rồi. Không đủ bản lĩnh để ăn luôn. Thôi để cho nó nhấp nháy đây. Á đồ. Đã thế còn bật thêm cái giáp nữa. Thôi xong rồi. Vâng. Này thì tự hiến mạng này. Người ta đã không thích ăn rồi. Ui dồi ôi té rồi. Còn đâu ra nhiều này. Đấy nhìn thấy mình nhanh thế. Toàn cương thi với lại y tá thôi. Sao đi mình đi chơi CS Mobile, CS Legend. Bên nào cũng có hoa quả nhiều thế này. Biến luôn cho nó lành. Ui dồi. Này thì cố rồi. Hoa quả thì bé cũng thích là vào người ta. Người ta thì chỉ thích y tá thôi. Ui dồi ôi. Bênh háng chưa bạn này. Gì đây, gì đây, cố à. Làm gì mà căng vậy. Người ta gọi là yếu mà còn ra gió đấy. Này thì cố đấy. Ui dồi ôi, mày yếu máu rồi. Còn 3.000 thôi. Chắc bắn đàng hoàng lại đấy. Mạnh ghê. Chúng ta lại sợ chúng mày quá cơ. Tờ chết rồi. Bọn này là mũi thôi. Vâng, mỗi con một nhát thì là đi thôi à. Đây đây. Gì đây? Mày đấy. Mình nghĩ cái khẩu súng này thì nó đã bá nhất cái dòng vũ khí phụ rồi. Tại vì nó rất là mạnh và nó có thể xả liên thanh. Mình đã test trong chế độ đấu đơn. Và các bạn cần phải lưu ý là các bạn cần phải luyện tập rất là nhiều để có thể thuần thục được với cái khẩu súng này. Tại vì khi mà các bạn chuyển sang bắn hai súng thì nó sẽ có một cái thời gian deadplay khá là lâu. Và như thế thì khiến các bạn rất là khó khăn trong việc mà gặp người ta. Nếu các bạn đang bắn với người ta mà rút liên thanh ra dã thì không được đâu. Nó dã chết bạn ngay. Úi dồi ôi, tớ ơi, phía sau lưng kìa. Nó có định mệnh gì vậy? Sao không cào mình? À, chắc thằng này, thằng này nó thấy khẩu súng đẹp quá, nó không muốn cào anh em ạ. Vâng. Ơ, tiếc thế. Một quả nhấp nháy thế kia, không ăn được. Ok, không sao, nó chuyển sang cương thi rồi này. Lại đây bạn ơi. Chúng ta phải thuộc về nhau thôi. Ui dồi ôi. Nó chạy đâu rồi? Cái gì vậy? Ôi thằng này nó khôn thế. Nó lên trên cao, nó nhảy xuống ạ. Vẫn bắt bài là đây. Hay lắm bạn ơi. Nhưng chúng ta không thuộc về nhau rồi. Đâu rồi? Ui dồi, đã thế còn cận chiến nữa. Phòng này hay vậy. Đấy, đối với zoom non ấy thì một nốt nhạc thôi, không cần nhiều, rất là bá. Đấy, ngoại hình skin của súng rất là đẹp nữa. Với lại những cái skin mà rút súng ra rồi cận chiến cũng rất là đẹp. Khỏi phải bàn luôn. Đam thì nó cũng như với Debonbit thôi. Mình thấy là nó như thế. Cũng tầm 200 bắn vào người và 800 bắn vào đầu. Đấy, chả khác gì. Ui dồi ôi, sao lại hồi sinh như thế này. Gãy rồi. Hồi sinh như này là không được rồi. Tự nhiên còn cố đi nữa.
Thôi AFK thì đứng bà luôn đi. Đi gì nữa cho nó mỏi chân. Làm gì đây? Ui dồi ôi, tơ kìa. Thằng này vãi xoài. Tự dưng đi vào thằng tơ cho nó, để nó giết. Đen thế. Này thì tơ với chúng tôi này. Khẩu này giết tơ nó sướng lắm anh em ạ. Mình cảm giác là giết tơ nó sướng hơn giết những cái con rồng khác. Mình cảm giác là như thế thôi. Tại vì cái khẩu này nó chém sao sao ấy, rất dễ headshot. Gì đây? Xuống đây. Này thì thẩm du rồi. Ui dồi ôi, nó mạnh phết. Không thể khinh thường được cái khẩu này. Nhưng mình thấy nó bắn tầm gần là có thể bá như thế này thôi. Còn đối với tầm xa thì chắc chắn là nó cũng như khẩu DE bon bít rồi. DE bon bít thì nó có thể bắn nhanh hơn về tốc độ bắn một viên, còn hai viên thì dĩ nhiên là không bằng rồi, làm gì mà hơn khẩu đua được. Đấy, đẹp phết, công nhận khẩu này mà nếu mà nó về Việt Nam mà không hốt thì đúng là hơi phí đấy. Hoặc ở China bạn nào mà đang chơi ấy, thì phải hốt ngay cơ, phải cho cái khẩu súng này nó vào bộ sưu tập ngay, không cho vào thì phí lắm. Sau lưng bạn ơi. Ui rồi ôi, chạy đầu đây. Vãi, chạy đâu mic ạ. À? Đùa, thế thôi bắn chết luôn đi. Hết đạn rồi. Vãi cả hết đạn. Lại chết luôn. Đâu vậy? Cho mình bị lag đấy. Thực sự là dừng đúng cái lúc rồi nhưng không thể giết được. Đây 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 đây, mình ở đây. Ui rồi ôi, tao lại sợ chúng mày quá cơ. Bới hết vào đây. Đâu rồi? Cái phòng này sao nhở? Thấy người nó không đuổi theo ạ. Bọn này ăn chay à? Ui rồi, bình tĩnh thôi bạn này. Cho mình rút lại mấy lời lúc nãy nhá. Ui rồi. Vâng, đã xin lỗi rồi còn không tha. Này thì không tha này. Mấy con lợn này, hiếp người quá đáng. Ui rồi, sao mình bị cào nhở? Vâng, rõ ràng không có con nào vẫn bị cào. Ảo thế. Công nhận chơi bên này ping nó lag thì cũng là một vấn đề. Tại vì chơi nó không được công bằng ấy. Làm gì mà căng. Còn 2.000 máu thôi. Tầm này chắc không sống được rồi. Ui dồi ôi. Vâng, thấy cái mặt thằng tơ nó lao đến như một vị thần là biết em gãy rồi. Ngã sấp mặt. Ngã sờ mờ lờ là có thật. Căng thế. Không tha luôn. Ok. Này thì không tha với chúng tôi này. Top rồi. Bắn khẩu này top nó đơn giản lắm. Tại vì nó có thể xả được mà. Chứ không phải bắn như DE Bon Beast. Tôi phải so sánh. Phải so sánh với lại Bon Beast nó mới chịu. Cái định mệnh nó luôn. Ui dồi ôi, parkour này. Này thì parkour còn mít. Này thì mít này. Mấy con lợn này. Ui dồi, mấy con lợn này rất thích parkour nhá. Vâng. À, lại đảo nữa. Hay thế. Á đù. Vâng, còn nhảy xuống nữa. Cầm gạch này. Làm gì đấy? Đi xây map Hoàng Lăng à? Ai cho? Vâng. Hỏi lại y tá NST xem ai cho. Làm gì căng vậy? Ui rồi, cái gì mà đứng sừng sững thế này? Ôi trời, chồng ơi, nó thấy rồi. Nhớ tay tí mà rớt xuống luôn này. Này thì chạy này. Vâng, bỏ mặc đồng đội. Cái tội chết đấy. Cầm nguyên khẩu MG chạy luôn. Vâng, hình như nó nghĩ Venus nó có thể cầm MG chạy nhanh được anh em ạ. Vâng, nó vẫn chậm thôi. Mặc dù nó có thể nhanh hơn được một tí. Bọn này nó cũng có đầu óc tư duy ghê. Một phát. Hai phát. Tiếp đây. Đúng rồi, ui dồi ôi, đợi cái phát thứ ba nó lâu lắm cơ. Vâng, gãy rồi. Thế thôi. Còn thằng ở dưới. Ui, ở dưới yêu máu. Vãi thật. Mới soi được cái thanh máu một tí thôi là nó ra đi luôn rồi. Vâng, tốc độ bàn thời. Anh em mà cũng soi được cây máu thì thực sự là nó đi nhanh lắm. Bất chấp tất cả mà lao vào ăn thôi. Như một con thiêu thân vậy. Thằng hero nó yếu lắm rồi. Ôi, chim nó ngắn lắm cơ. Rồi, thẩm du cho cố vô. Bây giờ bị biến ra bãi thì lại khóc ra tiếng mán. Cái gì vậy?
Vẫn thích parkour à? Ui rồi thằng kia nó nhảy toàn mic. Sợ thật. Đây rồi. Làm cận chiến nào. Bình tĩnh. Nó đổi hướng nhanh vậy. Đậu xanh cho lửa. Vâng, mình đang tính lao vào ăn đằng tơ. Rồi ta xong xong rồi. Không xong rồi. Không xong rồi. Con lợn nào cũng phải chết thôi. Còn thằng này nữa. Ui rồi. Lỡ chân. Vâng. Sợ thật thằng. Cái thằng giống nó đổi hướng nhanh vãi xoài. Mình cứ tưởng là nó ở bên kia, nó không thấy mình. Gãy rồi. Đối với mình thì việc cào cấu được cái bọn này nó chỉ trong vòng một nốt nhạc thôi. Không cần nhiều. Chỉ trong vòng một nốt nhạc. Ui, còn đứng một chỗ như thế này nữa thì khác đích gì dâng mỡ lên miệng mèo. Thôi, chắc mình sẽ kết thúc clip tại đây. Các bạn xem này thấy hay, quên like và subscribe kênh của mình nhé. Bye bye các bạn và hẹn gặp lại các bạn.